Xin kính chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn ngày cuối tuần thật là an lành và hạnh phúc. Sài Gòn sáng hôm nay ngày chủ nhật ngày 26 tháng 2 năm 2023. Chúng ta đang có mặt ở đây là trong khuôn viên của Dinh Gia Long. Một địa điểm cũng rất là xưa và ở đây cũng có rất nhiều những cái dấu ấn của thời cuộc. Và hôm nay mời chị và các bạn chúng ta sẽ đi dạo một vòng bên trong và cùng khám phá. Hôm nay có sự tham gia của Ni và bạn đồng nhỏ đây. Chào bảo chú bạn đồng. Chào bảo chú. Tôi cho chào bạn của chú. Rồi Ni. Đây Ni đằng đây. Ni chào, Ni chào. Ở đây có chiếc xe cổ của tổng thống ngày xưa nè. Anh giờ để phơi sương phơi nắng nè, để dành cho chụp hình nè. Ghế nó cũng bành tà lộng hết trơn. cái xe đó, cái ghế nó ngã ngửa ra hết trơn à. Quái thiệt. Phí vé, tiền vé đi mua đi vô đây là 30.000 một người lớn và 15.000 một trẻ em. Với những cái kiến trúc rất là xưa và theo phong cách của Pháp. Rất là đẹp ha. Vẫn còn trường tồn tới ngày hôm nay luôn. Bên kia là trưng bày những chiếc máy bay. Bay vô đây lần đầu tiên. Hả? Bay vô đây lần đầu tiên. Lần đầu tiên hả? Rồi mình đi vô trong nha. Hôm nay sao, thấy đẹp không? Đồng nói mỗi tuần cho Đồng đi khám phá một chỗ. Tuần rồi đi khám phá Dinh Độc Lập. Tuần này đi Dinh Gia Long. Đây chúng ta vô cửa chính nè. Bây giờ ở trong đây là đa phần là dùng để chụp hình cưới. Sao hôm nay Hồ Tuyền không sơn mà không biết nè. Đây cũng cổ, này đâu cũ chứ không phải là cổ. Không có sửa. Là không có sử dụng gì hết. Ở đây ngày nay được sử dụng làm bảo tàng. Trưng bày các ngành nghề
Thuyền độc mộc. Thế kỷ thứ 13, ông Đặng Văn Lý tìm được ở dưới dòng sông Sài Gòn có độ sâu 12 mét thuộc khu vực cầu Bình Lợi. Hôm nay đi quen cái đồng quốc của em rồi. Trời, khúc gỗ này nó dài ghê á. Thế kỷ thứ 13 luôn trời. À, trời nhìn trong kia hết hồn, tưởng đâu có ai đứng ở trong. Nhìn nổi da gà. Đâu nỉ đâu, nỉ đâu ai. Nãy giờ tôi nhìn tưởng đâu ai đứng ở trong đây. Nãy giờ sao vậy? Hàng khi nãy giọng giống vô. Đứng chờ phải không? Chờ. Nãy giờ giống vô. Cái gì vậy? Hôm nay là gì? Hôm nay sao ngồi ta? Thì khúc cây thôi chứ thuyền cái gì. Vậy sao mà nó nổi được mà. Nhìn hết hồn luôn á trời. Vô đứng ngoài này hoài. Chờ này vô. Đây là cái gì? Tín ngưỡng dân gian Nam Bộ. Cái này là đám cưới mà. Cái này là đám cưới phải đám cưới. Cô dâu chú rể đó. Cho cô dâu chú rể người Chăm. Anh nhìn kệ pha lưng, pha lưng, pha lưng, pha lưng. Nhìn nhà lòng. Hoặc là những cái gì liên quan tới lịch sử. Bà ơi, ngày xưa vua cái gì tổng thống gì à, đập, à, xong qua đây ở đó. Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu à, nhìn này còn hết hồn hơn nữa. Đây nữa nè. Ngoài kia có quán cà phê Highland. Ngoài kia có Highland ngoài kia mà đông quá. Đông lắm, Highland nó đông lắm. À, cái bãi xe ở đây. Trong đây sợ mình lại kiểu. Không mà nó trưng bày gì. Mình thấy giật mình không? À, đây cái bộ đồ này, cái bộ đồ à, có cái bộ râu. Nhìn cũng như cái hình của em chỉ anh á. Cho mình là độc tài. Công trình kiến trúc đồ sộ. Đây giờ là chỗ đi đi đi. Chỗ người ta chụp hình cưới đó. Lên đi lên, người ta canh, người ta chụp chứ đứng đợi biết nào. Rồi chúng ta qua phòng bên đây. Mình đi coi, chỉ coi cái kiến trúc cái kiến trúc bên trong dinh nó như thế nào đó. Rồi hồi nữa bạn đồng nhỏ muốn đi khám phá cái đường hầm. Đường hầm từ đây cho tới Chợ Lớn. Đường hầm ở xuống hầm chứ. Mình chắc đâu cho mình xuống hầm.
còn đường lên nữa không? Hết rồi, sao đây kỹ vậy? Bố trí đồ cũng không có đẹp nữa, không có hợp. Cái này là dinh gì? Dinh Gia Long. Cái vua Gia Long ở đúng không? Ừ. Vua Gia Long ở phòng ngủ, phòng nghỉ, phòng gì đâu? Không có. Bây giờ là bảo tàng gì vậy? Gọi là bảo tàng gì vậy? Bảo tàng chiến tranh. Có súng kìa, có máy bay kìa. Trong cái vé nãy là bảo tàng gì? Nè, đây đọc. Giá 30.000. Bảo tàng thành phố thôi. Ủa có vậy thôi hả? Ừ, có vậy thôi á. Động nói xong có vậy thôi hả? À? Mà thu tiền mà không dám tu bổ nữa trời. Tu bổ rồi nó mới rồi sao? Làm rồi nó mới lại rồi sao? Cái gạch này vẫn còn vẫn còn đẹp ha, vẫn còn láng. Này để đại cho có chứ. Này đời năm 70, 75. Này hành lang này để đại thôi chứ cũng không có. Cái bàn này thời mấy vậy? Cái bàn này thời bỏ đó. Thôi à. Tượng hai người. Hướng xem là xem gì đây? Đây chỉ vào đây. Ủa, cái chỗ này nãy đi vô mà. Chưa vô mà. Nãy này đứng đây nghe điện thoại mà. Đi qua bên kia coi. Chưa. Cái lưu này đó ở dưới quê còn nè. Rồi đó là lộng nói lưu này nhà nội có. Ừ. Đi. Chỗ này người ta chụp hình, chỗ này người ta chụp hình. Đi xuống đường hầm ấy. À, đi xuống đường hầm bên kia kìa, đó, mình đi qua bên đó. Đây. Nhưng mà dám đi không? Lại lâu ngày nên tường nó cũng bong tróc hết trơn. Cái gì vậy? Chỗ
Trung thì thấy kiến trúc đây nên đau răng hả? Ở trên đường nó xuống thì xuống đường đó thôi. Xuống đây người ta né mình vậy không? Chúng ta chụp đây cả ngày mà. Nhớ thuyền độc mộc mấy lã này hay gì nè. Nè thuyền độc mộc thế kỷ 13 lã này nè. Sông Lòng, sông Sài Gòn. Ừ. Phường Phước Long, quận Thủ Đức. Giờ là thành phố. Ủa, một cây tấm, một cái cây thôi mà. À, nguyên chiếc thuyền luôn. Cây này khổng lồ thiệt. Những cái tủ. Hướng xem. Tủ thời xưa luôn. Tôi xem đầu vậy. Cứng xà cừ. Ừ, gò công cái chị bán chị nói là những cái tấm gỗ nào mà lỗi hư xấu á thì dán mấy này lên nè để che. Nãy gì ta? Xe cứu hỏa của nghĩa quân hội quán quận 5. Cứu hỏa là chứa nước hả? Ủa nước có xíu à? Đường hầm trong Vinh nè. Vài nét về đường hầm. Tòa Vinh được khởi công năm 1885, hoàn thành 890. Thường được gọi là Vinh Gia Long về con đường. Rồi công viên trước mặt nhà mang tên Gia Long. Theo dự định ban đầu, trưng bày Vinh có đồng món Long Kỳ. Nên đi trước cho. Đó, ló này không đi được. Đường này hồi mình đi ra chợ lớn luôn ha. Này là gì? Trong đó có hai cái ô chắc là chứa nước hả? Rồi, acid là đi theo acid nè. Những cái cầu thang này khác nè. Đúng không? Em không biết đâu trời. Thì cái cầu thang này mình đi xuống với cầu thang này cái chất liệu nó khác nè. Nè đường này đi ra chợ lớn nè. Đi lên chưa?
Ừ, thẳng đi ra luôn nè. Thôi. Thẳng đi ra luôn nè. Nị chưa gì hết, nị ghê cái này nó sợ. Này ra cho quán cà phê Highland luôn nè. Này cũng là ông Ngô Quyết Thụ thiết kế luôn nè. Dưới đây không có gì để coi. Đó, này ra sân rồi nè. Ở đâu thế? Ngày nay thì Dinh Gia Long chỉ là nơi để chụp hình cưới thôi. Ở đây là mặt sau. Con không thấy được cái gì hết á. Động đó không thấy được cái gì hết á. Xuống 6 đồng rồi đồng. Nè đây nè. Ồ, một nồng nữa à. Khẩu pháo đâu? Dạ, tìm ra được cái xe tăng đó nha. Xuống trường Ca Nông. Hồi thời Pháp nè. Chất liệu hợp kim. Có bà ngoại đâu? Ờ, bà ngoại biết con đi đây, bà ngoại đi theo không? Bà ngoại vô, bà ngoại đâu có đúng vé đâu. Thì bà ngoại con bướm. Sao đồng thấy con bướm cái đồng nói bà ngoại. Này súng này, súng gì đọc chữ coi. Súng gì? Thần công. Trong đây là đất không à? Rồi thôi, cái video clip hôm nay một vòng qua đây coi máy bay nè, qua đây vòng Dinh Gia Long chia sẻ với bà con cô bác bên trong dinh cho mình thấy khung cảnh bên trong ngày hôm nay nó như thế nào ha. Ủa sao mình ra được cái này vậy? Là mình đi đường hầm đó. Rồi đồng máy bay mọi người chú ý đồng. Đi máy bay, đi máy bay. Rồi hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong video clip tiếp theo nha. Ở đây thì ngày nay thấy nó sao sao á. Rồi mấy xe này giờ bỏ hết trơn rồi. Mua đi cắm trại cũng được. Chào ghế. Đâu cũng vậy.